Phước tám ngón tướng cướp máu lạnh tàn bạo nhất. Câu chuyện khởi đầu tội lỗi. Người ta kể rằng khoảng 15-16 tuổi, giận cha mình, Phước đã trói ông ta thả xuống giếng, khiến ông sợ đến bất tỉnh mới chịu kéo lên. Máu giang hồ như thể có sẵn từ khi sinh ra. Cuộc đời Phước tám ngón cho đến khi trở thành tội phạm hình sự nguy hiểm trở thành một cuốn tiểu thuyết bạo lực với nhiều chương buồn đọc giang hồ từ Viết quản phương tám ngón tên thật là nguyễn hữu thành sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở dĩ an thuận an tỉnh sông bé cũ này là bình dương ngỗ ngược hung hãn ngay từ khi còn là một đứa bé y lại được trời phú cho một gương mặt khá sáng sủa Bàn tay trái của Phước Bị cột mất hai ngón Năm 16 tuổi Trong một lần đàn đúm bạn bè Bị mẹ la mắng Phước đã sách dao kê bàn tay trái của mình xuống sàn Chặt phăng luôn ngón tay trỏ Và ngón cái Đó là nguồn cơn của cái biệt danh Không chặt đi đâu Của gã giang hồ này Học hết lớp 1 Đọc viết còn chưa thảo Phước đã bỏ ngang Ở nhà đi chơi bắt đầu cuộc đời tội lỗi của mình Người ta kể rằng khoảng 15-16 tuổi Giận cha mình Phước đã chói ông ta thả xuống giếng Khiến ông sợ đến bất tỉnh mới chịu kéo lên Không chịu cải tạo Phước trốn chạy rồi mua súng lập băng cướp Trong thời kỳ lừng lẫy của Phước Băng cướp có vũ trang của y đã hoành hành ở nhiều địa phương thuộc khu vực Thủ Đức và vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là thời kỳ mà tên tuổi của Phước Tám Ngón nổi lên trong giới giang hồ như một ông trùm máu lạnh giết người không ghê tay. Máu côn đồ dường như qua sẵn trong huyết quản. Phước hung hãn ngay từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Bỏ nhà đi bụi đời, sống bằng cờ bạc, trộm cắp, cướp bóc. Nên năm 1988, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp tuyên phạt Phước 36 tháng tù ra Sau đó Phước lại tiếp tục bị công an thành phố Hồ Chí Minh Bắt rồi di lý cho công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đưa đi cưỡng bức lao động Trong thời gian này Phước kết hôn với chị T Bằng một cuộc hôn nhân nhiều chuyện ly kỳ Chuyện đồn rằng đó là cuộc hôn nhân không lễ cưới Không xe hoa, không chụp ảnh Nhưng vô cùng tài tiếng Thay vì đồ sinh lễ Phước đã tới nhà cha mẹ vợ Xin dâu bằng một khẩu súng Quá hãi hùng trước sự máu lạnh của Phước Nhà gái đành buông xuôi Mặc cho Phước muốn đưa con gái mình đi đâu thì đi Người ta còn đồn rằng Vợ Phước không yêu y Mà trước đó đã đem lòng yêu một chàng trai khác Nhưng Phước thì không nghĩ nhiều đến chuyện ấy Biết tê đã đính hôn Và sắp sửa làm đám cưới với người yêu phước đến nhà bắt chị tê phải đi chơi cùng để nói lời chia tay phước nhắn nhủ từ chối cũng được nhưng đàn em của phước có làm điều gì đó với tê và gia đình cũng cố thông cảm cho sợ hãi tê đành phải đi theo phước máu lạnh khi chúng tôi đến thăm trường bắn long bình quận 9 thành phố hồ chí minh cách đây ít lâu một phu trưởng bắn chỉ cho chúng tôi xem một nấm mộ đất được chôn siêu vẹo. Nguyễn Văn Thành sinh năm 1971, mất ngày 22 tháng 10 năm 1996. Đó chính là nơi Phước Tám Ngón đã nằm lại sau bao nhiêu tội ác đã gây ra. Ở Phước Tám Ngón tập trung tất cả sự hung ác mà người ta có thể hình dung ra nơi một con người. Trước tình hình trên, công an thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã lên kế hoạch phối hợp triệt phá băng tội phạm nguy hiểm này. Một năm sau, Phước Tám Ngón xa lưới. Ngày 24 tháng 6 năm 1994, Phước bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản. Đầu năm 1991, khu vực Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thủy điện Trị An tỉnh Đồng Nai là nơi băng cướp của phước tám ngón hoành hành băng cướp này đã dùng súng bắn bị thương một người đi đường ở đồng nai sau đó trong vòng gần một tháng băng cướp liên tiếp gây ra hai vụ cướp một vụ trộm và bắn chết một nạn nhân tại thủ đức phước tám ngón xa lưới lần thứ nhất như được giải thoát chị tê quay về nhà sống với cha mẹ ruột ở thủ đức gia tài duy nhất còn lại sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ông trùm là cái bụng khẻ nệ sắp tới ngày sinh nở với bài giày tội ác giết người cướp của như vậy ngày 24 tháng 6 năm 1994 Phước Tám Ngón đã bị Tòa án Nhân dân thành Ph. Hồ Chí Minh tuyên án mức tử hình về cái tội giết người cướp tài sản công dân cùng thời điểm này vợ Phước sinh ra một bé gái đầu lòng một tên tội phạm nổi tiếng về sự liều lĩnh hung hãn, sống những ngày ngắn ngủi cuối cùng, Phước như một con mãnh thú cùng đường trở nên liều lĩnh hơn. Suốt 8 tháng bị giam giữ, Phước tám ngón chưa lúc nào từ bỏ ý định vượt ngục. Vượt ngục trí hòa là điều không thể, nhưng với Phước tám ngón lừng lẫy thì đó lại là một câu chuyện khác, vì hành trình tội ác của Phước mới chỉ bắt đầu cuộc vượt ngục không tưởng. Trong lịch sử chỉ ghi nhận hai trường hợp đào thoát được ra khỏi lò bắt quái trí hòa. Một trường hợp xảy ra cách đây đã rất lâu. Trường hợp còn lại thuộc về giang hồ két tiếng Phước Tam Ngón. Kế hoạch hoàn hảo Sau khi bị tòa sơ thẩm, tòa án nhân dân thành Hồ Chí Minh kết án tử hình, cũng giống như các tử tù khác ở tất cả các trại giam Phước tám ngón tức Nguyễn Hữu Thành Bị đưa vào xà lim dành riêng tử tù Phước tám ngón bị đưa vào buồng giam số 15 Lầu 1 Khu giam AB Trong xà lim Phước bị cỏng một chân bằng cùm sắt Phi 10 Hình chữ U Phước làm đơn kháng án Và chờ xét xử phúc thẩm Trại giam Trí Hòa Người Sài Gòn thường gọi là Khám Chí Hòa Có 3 tầng lầu trại giam được người Pháp xây từ năm 1943 theo thiết kế của một nhóm kiến trúc sư người Nhật. Tổng thể kiến trúc khu trại là một hình bát giác tượng trưng cho tám quẻ trong kinh dịch. Mỗi cạnh của trận đồ ấy đều được xây bịt kín ở phía ngoài, còn phía trong toàn song sắt. Mỗi khu có bốn buồng giam. Bát quái trí hòa là một vòng canh gác rất cao. Đứng ở đó, Người quan sát có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam. Trong lịch sử của mình, tất cả các phạm nhân được đưa vào đây đều không thể có cơ may vượt ngục. Nhưng đã có hai trường hợp hi hữu. Lần thứ nhất là vào ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, những người tù cộng sản lợi dụng lúc Nhật đảo chính Pháp đã tổ chức cướp trại và giải thoát cho các tù chính trị. Và lần thứ hai sau đó đúng 50 năm Là của một tên tuổi khét tiếng Trong giới giang hồ Phước Tám Ngón Trở lại với những ngày biệt giam chờ phúc thầm Trong suốt 8 tháng Phước Tám Ngón chưa lúc nào từ bỏ ý định vượt ngục Hắn âm thầm chuẩn bị công cụ Phương tiện mưu kế Cho cuộc vượt ngục này Trong khu giam AB Phước quen một số phạm nhân lao động Giữa tháng 2 năm 1995 đang nằm trong buồng giam Phước tám ngón thấy phạm nhân Nguyễn Văn Minh đang đi ngang qua phòng giam Minh sinh năm 1964 trú ở quận Tân Bình bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích Phước xin Minh một lưỡi dao lam theo lời Phước là để cạo dầu mình bên lưỡi dao lam là vật cấm và biết việc nó chuyển cho một tử tù là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng sau đó lợi dụng lúc đi ngang qua buồng giam số 15, Minh đã đưa cho Phước lưỡi dao lam và dặn dò Phước phải cất thật kỹ. Có trong tay lưỡi dao lam, Phước loay hoay tìm cách cất giấu. Về sau, nhờ có lưỡi dao ấy, Phước đã cưa đứt được chiếc cuộm sắt. Mới nghe có vẻ khó tin, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người khi chiếc cùm chân bằng sắt phi mười có thể cưa đứt chỉ bằng một lưỡi dao lam nhưng đó là sự thật sau khi nhận được lưỡi dao lam phước bẻ đôi lưỡi dao theo chiều dọc rồi nhét cẩn thận vào lỗ trên vách tường rồi dùng giấy báo dán kín bên ngoài để cất giấu phước còn tìm thấy một vòng sắt trên khung cửa nhà vệ sinh lợi dụng lúc vắng người phước tháo lấy vòng sắt tròn này sau đó đưa vào cùm sắt để uốn cho thẳng lại. Có được đoạn sắt, Phước tỉ mẩn mài nhọn thành một cây dùi, rồi lại đem nó cất giấu vào lỗ hồng của vách tường trong phòng giảm. Không nôn nóng, Phước vẫn nằm im chờ đợi chưa vội ra tay. Thời gian này, Phước tỏ ra ngoan ngoãn khác hẳn với thời gian đầu khi mới bị bắt. Khoảng giữa tháng 3 năm 1995, phước lại xin minh một chiếc bật lửa ga minh ngạc nhiên vì ở trong buồng giam thắp điện sáng suốt ngày cơm nước phục vụ tận nơi cần gì đến bật lửa phước bảo để hút thuốc và chờ chết biết là vật cấm trong trại giam nhưng thương phước minh tìm cách đưa cho phước chiếc bật lửa phước tiếp tục im lặng và chờ đợi cuộc đào thoát hy hữu Đêm ngày 21 tháng 3 năm 1995. Phước bắt tay vào cưa cùm. Bởi lưỡi dao làm, phước gặp mình thót bụng nhẫn nại cưa chiếc cùm sắt nặng từng chút một. Lưỡi dao làm rất mỏng, tiếng cưa rất nhỏ nên không ai phát hiện được. Vài ngày sau, chiếc cùm đã được mài mỏng đi đáng kể. Chỉ cần dùng tay là phước có thể bẻ gãy nó. Phước lấy vải khéo léo quấn xung quanh vết cưa Rồi dùng bật lửa đốt nhựa chảy phủ kín lên trên vết cắt của chiếc cùm Nhằm đánh lửa quản giáo Trong một lần đi vệ sinh trong phòng biệt giam Phước phát hiện thấy vách tường nhà vệ sinh đã bị mục Và Phước đã âm mưu khoét tường để tàu thoát từ chính vách tường đó 21 giờ đêm 26 tháng 3 năm 1995 khi đang là quãng thời gian các phạm nhân đã đi ngủ chạy vắng vẻ phước tháo cùng chui vào nhà vệ sinh hắn dùng chiếc dùi sắt khoét vách tường tạo thành một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua số xi măng và cát bùn khoét từ tường ra được chút vào lỗ nhà vệ sinh rồi đổ nước cho trôi đi số gạch khoét được bưng vào trong chỗ ngủ sắp xếp thành hình thù trông giống như người đang nằm. Phước lấy chăn phủ kín lên trên đó để ngụy trang, đề phòng trường hợp quản giáo bất ngờ đi kiểm tra đêm sẽ tưởng là phạm nhân đang nằm ngủ. Phước luồn qua lỗ hổng, chui ra phía cầu thang, rồi leo xuống cầu thang tường, thì nghe thấy tiếng bước chân tuần tra đêm của cán bộ quản giáo. Hoàng hốt, Phước leo ngược trở lên bỏ trườn trên nóc nhà để sang khu bên cạnh tới khu a hát phước lấy quần áo và khăn nối lại thành sợi dây rồi cột chắc chắn một đầu và theo dây mà đu xuống không may cho phước đang đu thì dây đứt phước ngã sấp xuống mặt đất và bất tỉnh một lát sau tỉnh lại phước biết mình vẫn còn đang ở trong khu giam nén đau vùng dậy phước lết đến cột điện gần đó như một thứ bản năng ham sinh tồn dù đang đau đớn Phước trở nên có sức mạnh ghê người Chân lẫn cột sống đều bị chấn thương Phước vẫn trèo lên được cột điện Hắn leo qua hàng rào Tụt xuống đất Để tới khu tập thể Của gia đình cán bộ quản giáo Nằm bên cạnh trại ra. Trời đã lò mở sáng Phước lết vào trong sân khu tập thể Lấy ngay một bộ quần áo cảnh sát đang phơi Một chiếc xe đạp Và một đôi dép Phước dắt xe đạp rồi cố bình tĩnh nén đau đàng hoàng dắt xe ra cổng chính trại giam chi hòa. Qua phòng trực cổng trại, Phước và xin cảnh sát trực mở cổng để ra ngoài uống cà phê. Thấy người mặc quân phục lại dắt xe đạp đi ra từ khu gia đình cán bộ chiến sĩ, anh cảnh sát trực trại đã mở cổng cho Phước ra ngoài. Sáng 27 tháng 3 năm 1995, Phước tám ngón, tên phạm tội máu lạnh đã lần trốn án tử thoát khỏi trại giam trí hòa tiếp tục cuộc đời tội ác của mình án tử hình lần thứ hai thoát khỏi khám chí hòa phương tam ngón tiếp tục hành trình tội ác nhưng rồi ngày tàn của tên giang hồ máu lạnh đã điểm án tử hình lần thứ hai đã kết thúc một cuộc đời tội lỗi tiếp tục tội ác tại trời cuối tháng 3 năm 1995, sau khi trốn khỏi trại giam, Phước về thủ Đức tìm đến nhà vợ. Tất cả đều bàng hoàng trước sự xuất hiện của Phước lúc nửa đêm với quần áo tơi tả và nhiều thương tích. Không có súng và bộ dạng thảm hại, cả nhà vợ vẫn chết khiếp vì án. Dặn dò vợ xong, Phước vội vã ra đi. Nhưng chỉ một tuần sau đó cũng vào lúc nửa đêm, Phước lại trở về và đưa vợ con lên Đắk Lắk đầu tháng 7 năm 1995 Phước trở về thành phố Hồ Chí Minh và gặp Nguyễn Kim Sơn mới đi tù vì tội trộm cắp về hai tên đã đột nhập vào một căn nhà ở Thủ Đức trộm hai xe máy bán được gần hai cây vàng với số tiền này Phước và Sơn lên Tây Ninh mua được hai khẩu súng AK bán xếp với nhiều đạn khi đem súng về lại Thủ Đức chúng bắt đầu phi vụ đầu tiên Phước và Sơn mỗi tên thủ một khẩu AK bán xếp Chở nhau trên xe gắn máy Đi săn mồi Đêm ngày 15 tháng 8 năm 1995 Tại khu vực Thuận An, tỉnh Bình Dương Chúng chặn xe em chủ của một cặp vợ chồng Chúng bắn người chồng chết tại chỗ Bắn chị vợ trọng thường bất tịch Vài ngày sau Phước lấy chiếc xe vừa cướp được Chở một tên đàn em đi làm ăn thì gặp phải tổ tuần tra của công an. Phát hiện hai đối tượng nghi vấn, cả tổ tuần tra đã đuổi theo. Phước lái xe một tay, một tay lôi khẩu AK giấu trong áo gió ra, đưa cho tên đàn em ngồi phía sau ra lệnh. Bắn đi. Thấy lực lượng tuần tra quá mạnh, tên đàn em sợ hãi thu lại súng, ôm cứng Phước. Phước chửi thề rồi tắt đèn xe, rẽ vào một con đường nhỏ trốn thoát khỏi lực lượng tuần tra. Dù thoát được cuộc truy đuổi Nhưng Phước trở nên lo ngại hắn trốn về Nha Trang Ngày tàn Phước Tám Ngón và các đệ tử đến Nha Trang Chúng tranh thủ nghiên cứu một tiệm vàng Và dự định đột nhập lúc trời tờ mở sáng Phước đã không gặp may Thời gian này công tác tuần tra giữ an ninh Ở thành phố Nha Trang rất nghiêm ngặt Nên Phước và đàn em không thực hiện được vụ cướp Nhận ra ngày tàn của Phước Đám đàn em rẽ lối mất tăm Phước chờ rất lâu Rồi đành một mình leo lên xe Đi buôn ma thuật Vừa đặt chân vào bến xe Phước đã bị một tên giang hồ túm cổ dằn mặt Mày là thằng nào Trong hành trang lúc ấy có khẩu súng AK cưa bán Phước lại là kẻ giết người không ghê tay Đối với Phước Đám côn đồ này chỉ là loại tép diêu Nhưng hoàn cảnh bị truy nã Phước nhẫn nhục Chấp nhận làm luật Bằng một bữa tiệc mời băng nhóm này Được tổ chức trong nhà hàng Tại Buôn Ma Thuật Đứng đầu băng cướp này là kulu Lu Một giang hồ có bộ dạng bành bao Và là đệ tử của Tin Palet Trùm sao đen ở Khánh Hòa khi ấy Trong bữa tiệc ấy Cô Lu lặng lặng đến trước mặt Phước Buông một câu hỏi lạnh lẽo Tên gì? Phước bình thản tôi là tâm ở nha trang trốn lên đây nhờ các huynh giúp đỡ ngay lập tức cô lu rút con dao đâm phập xuống bàn trừng trừng nhìn phước gằn từng tiếng tao là cù lu nghe tên này chưa phước tám ngón phước giật mình cù lu vỗ vai phước đổi giọng nhẹ hơn ông cứ ở tạm đây nhưng đất này không hợp với ông và cả với tôi đâu Phước có phần kính nể cách xử sự của cô Lu Nhưng hắn không sống dựa vào băng nhóm này Một năm sau đó Phước lệnh án tử hình Cô Lu chết vì tai nạn giao thông Ở buôn ma thuật Để ngụy trang Phước lèn vào một quầy thuốc tây Lấy chỗ một ít bông gò Băng bó lại bàn tay của hai ngón Giả vờ như bị thương Để giấu tung tích Bị bắt và tử hình lần thứ hai Hai vợ chồng anh hát và chị DH hát Của bà đứa con Khi ấy anh làm nghề trang trí nội thất Chị vợ bán vải Ở một khu chợ thuộc thành phố Buôn Mà Thuận 19 giờ tối ngày mùng 1 tháng 10 năm 1995 Anh hát chở vợ và hai con trai Đi trên chiếc xe 67 về nhà Vừa bước đến cửa nhà Vợ chồng anh giật bắn mình khi nhìn thấy trước cánh cửa buồng một thanh niên trẻ mặc áo thun màu đen cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía mình gần rộng. Lùi lại không tao bắn chết. Chị vợ tái mặt, hai đứa bé khiếp bía nép sát vào người bố mẹ. Nhìn kỹ, mắt sắc lạnh và khuôn mặt của kẻ đối diện, anh hát nhận ra đây không phải trò đùa, câu cứu cùng bối. Lùi xe lại không tao bắn chết vợ con mày. Tiên cướp tiến tới bên cạnh anh hát ra lệnh. Mày quay xe chở tao đi Tiền cướp dí khẩu súng vào đầu anh Hơi lạnh giận người của khẩu súng AK cưa nòng sẵn sàng nhà đạn Làm anh hát toát hết mồ hôi Anh hiểu rằng Nếu chở tiền cướp đi Thế nào anh cũng bị hắn diệt Tiền cướp ngồi sau xe kẻ súng vào mạng sườn anh hát Ra lệnh cho anh chạy ngược lên dốc Để ra đường lộ chính Đường sóc mạnh làm xe rất khó đi vừa chạy được khoảng 3 mét anh hát quyết định sống chết với tương cướp anh bảo ông bỏ súng ra cứ kẻ kẻ mạng sườn sao mà chạy xe tên cướp chuyển khẩu súng định dí vào gáy anh đúng lúc đó anh hát buông tay lái quay người lại thật nhanh lấy hết sức bình sinh ôm chặt cứng tên cướp không ngần ngại tên cướp nổ súng viên đạn sượt qua gáy khiến anh bỏng ra Chiếc xe đổ xuống đường kéo theo hai người ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng Giật may Anh hát lại nằm đè lên tên cướp Ghi chặt hắn xuống Hai tay tên cướp và khẩu súng Ép chặt vào người anh Đã đuối sức Nhưng anh hát vẫn ôm chặt cứng tên cướp mà hắn cố sức vùng vẫy và chừng mắt quát buông ra không ta bắn chết Vợ anh và những người dân xung quanh thấy vậy nhảy bội xuống mương cùng đè tiên cướp sát mặt đất mương khô cạn khiến hắn không thể nhúc nhích từ dưới mương tiên cướp được đưa lên mặt đường sau khi bị tước súng một cuộn dây băng y tế được sử dụng để cột chặt tay hắn lại tiên cướp gồng tay bứt tung sợi dây vùng bỏ chạy nhưng nó bị chụp áo kéo lại chiếc áo bị rách tất cả đều sững người vì sau lưng hắn có một hình xăm con đại bàng tung cánh bay qua dãy núi màu xanh. Tên cướp chính là Phước Tam Ngón, năm ấy hắn 24 tuổi. Tại cơ quan công an hắn khai tên là Nguyễn Văn Tâm ở Nha Trang. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh và bề mặt bình thản không hề tỏ vẻ sợ hãi. Phước giờ Vờ không biết chữ, ký một dấu cộng vào biên bản lấy lời khai. Ngày 29 tháng 4 năm 1996, 13 bị cáo trong băng cướp Phước Tam Ngón ra xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hữu Thành, tức Phước Tám Ngón, lãnh án tử hình thứ hai. Án tử hình thứ nhất, Phước bị tuyên trong phiên tòa ngày 24 tháng 6 năm 1995. Sau đó Phước đã trả nợ đời tại pháp trường Long Bình. Trong quá trình ở phòng giam tử tù, Phước luôn tỏ thái độ hung hãn. Thế nhưng đến lúc dựa cột, Phước đã sợ đến nỗi làm ướt sũng chiếc quần đang mặc. Gần 10 năm sau, năm Cam và bốn đàn em khác cũng đèn tội nơi Phước để lại những dấu chân cuối cùng. Sau khi bốc mộ năm Cam, đám đàn em của năm Cam đã thuê luôn chúng tôi bốc mộ Phước Tám Ngón để bày tỏ sự kính trọng đối với đàn anh lừng lẫy từng nhận hai án tử hình và vượt khỏi khám chi hòa. Nhưng khi quật mộ lên Tất cả đã phải bịt mũi và chạy ra xa Vì mùi tử khí của Phước bốc ra rất khủng khiếp Xếp gọn từng đốt xương và đắp lại cẩn thận Ngôi mộ vẫn được chúng tôi chăm sóc chủ đạo Một phu trường bắn long bình Đã có lần kể lại như vậy Gặp người tay không bắt ông trùm Phước Tam Ngon Người đó là ai? Bây giờ ra sao? Ngồi trên xe suốt đêm vượt quốc lộ 14 Tệ hơn cả mặt ruộng cày Tôi cứ hình dung người đàn ông từng tay không Bắt tên tương cướp khét tiếng Phước tám ngón Phải có gì đó đặc biệt Bởi không thì làm sao hạ gục được Sát thủ đã làm cho cả người dân Lẫn lực lượng cảnh sát hình sự Và trại giam trí hòa mất ăn mất ngủ Chuyện 17 năm trước 9 giờ sáng Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hành hao tiết chuyển mùa. Tôi tìm căn nhà nhỏ trên đường Lê Anh Xuân nhưng không gõ cửa bội vì thấy người đàn ông đang mê mải với cây đàn guitar. giai điệu du dương, bản sonat dưới ánh trăng của Beethoven như chảy tràn từ ngón tay nhẹ lướt phím đàn. hết bản đàn, Mãi lát sau ông mới ngợt lên. Tôi hỏi xin gặp Hóa Công Hoàng, ông gật đầu. Hoàng là tôi đấy. Thoáng ngỡ ngàng Người bắt sống sát thủ năm nào Đang cầm guitar trước mặt tôi Trông hiền lành Và trẻ hơn nhiều so với độ tuổi 50 Nghe khách gợi lại chuyện Phước Tam Ngón Ông cho biết 17 năm đã trôi qua Cùng bao đổi thay Nhưng ông không thể quên Buổi tối định mệnh Xuyết đẩy gia đình ông xuống vực thẳm đen tối nhất Năm đó ông 33 tuổi Vợ chồng đã có hai con trai Đứa đầu 5 tuổi Bé sau 12 tuổi Gia đình sống bằng xà và nhỏ Cũng chỉ đáp đổi cuộc sống từng ngày Thời ấy đường Thăng Long còn rất vắng Nắng tắt là chìm trong bóng tối Của những vườn trà đất trống Căn nhà ông Hoàng ở nhờ Chỉ là nhà cấp 4 Với vách gỗ cũ kỹ Nhưng đã đập vào mắt phước tám ngón Bởi chiếc xe ô tô đen nào Của người cậu để phòng trước khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 10 năm 1995. Hoàng vừa chở vợ con trên chiếc xe máy 67 về thì thấy cửa đã mở. Ngạc nhiên nhưng ông không lo vì nhà có sinh viên ở trọ. Cầm khóa riêng để tự đi về. Vợ con đứng ngoài, ông đẩy xe vào trước. Bất ngờ thấy nòng súng đen ngòm ngay cửa phòng ngủ chĩa vào mình. Một thanh niên mặt tròn thấp đậm quát gần lên. Im miệng, quay ra, không ta bắn chết. Lúc đầu ông còn tưởng ai đó đùa, nhưng khi nghe tiếng lên đạn thì sững người vì biết đã gặp cướp. Hoàng giật lùi ra cửa, kẻ cầm súng cũng lao ra, hướng súng sang vợ con ông đang lập cập chưa hiểu chuyện gì. Nó gầm gừ, quay xe ra ngay, không ta bắn chết vợ con mày. Hai con ông sợ hãi khóc òa Hoàng sợ vợ con bị bắn, cố bình tĩnh quay xe theo tiền cướp Nó lại quay súng dí vào lưng Hoàng Mày chờ tao đi ngay Không tao bắn chết cả nhà mày Lúc này Hoàng đã bình tĩnh Lẽ suy nghĩ Cứ chờ nó đi Nếu có giết chỉ giết mỗi mình ông Vợ còn sẽ sống Ông đạp máy Thật lạ Chiếc xe cà tàng thường ngày đạp chục lần chưa nổ Nhưng khoảnh khắc sinh tử này Chỉ một cái đã nổ giọt Ông cầm lái, tiền cơm nhảy lên phía sau Hoàng nhà côn tay Vọt lên dốc cách nhà 10 mét Đường vắng lạnh, tối khuôn hút Bất ngờ mũi súng đang dí vào lưng Chĩa lên gáy hoàng Từng tập huấn quân sự hồi chiến tranh biên giới Ông nhận ra đó là khẩu súng AK bán xếp cửa nọc Từ lúc nổ máy Ông đã nghĩ có thể bị giết, cướp xe Lúc bị mũi súng chĩa ngược lên đầu Ông nghĩ nó sắp bắn thật rồi Như phản xạ tự nhiên trước khoảnh khắc sống chết Hoàng đảo người ra sau quàng hai tay siết chặt tiên cướp Đùng Một phát đạn sượt qua cổ ông làm cháy áo phòng ra Bị ủ đặc vì đạn ngổ Vì đạn nổ ngay tai Hoàng vẫn quyết liệt siết tiền cướp Nhờ cú đảo người Ông thoát chết trong đường tơ kẽ tóc Do nòng súng dí vào gáy trượt qua cổ. Hai người té ra đường, dính vào nhau lăn xuống rãnh nước. Khẩu AK vẫn bị ép chặt giữa hai người, nòng trách qua cổ Hoàng. Ông đè bên trên, tên cướp nằm dưới cố vùng da để chĩa mũi súng vào ông nhưng không được. Mê Nhạc luyện guitar classic từ nhỏ, Hoàng cũng có sức khỏe khá tốt nhờ được cha cho đi tập thái cực đạo với võ sư bé Huyền đai đệ tứ đẳng ở Buôn Ma Thuật Lẽ ra Hoàng tập thêm nữa Nhưng ông mê nhạc hơn Sợ bàn tay đánh bao cát Sẽ làm cứng ngón tay Tiền cơm vẫn bị ông siết cứng Vợ ông lúc này đã bớt sợ La hét cầu cứu Rồi chạy đến ập lên lưng chồng Đè thêm xuống dưới Tiền cơm không vùng nổi gầm gừ Tỏ bắn chết hết tụi mày Ông Lâm Trường thắng Cựu công an Là hàng xóm Nghe câu cứu lao ra Ông cũng ập lên người vợ chồng Hoàng Để đè tên cướp bên dưới Và quàng tay chộp nòng súng giật ra Lúc này tên cướp gần ngạt thở Mắt trợn trắng Hoàng buông lỏng ra Nhưng nó lại bật dậy định bỏ chạy Hoàng lao tới Ép nó vào bờ rào Rồi cùng ông Thắng Dùng thế khóa tay tên cướp ra sau Cho hàng xóm trói lại Bị giải về công an phường Tên cướp chỉ khai tên tâm túi không giấy tờ gì ngoài ba viên đạn và một viên còn trong súng. Đến khi tổ cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh trên đường truy lùng mới nhận dạng chính là tướng cướp khét tiếng Phước Tám Ngón với hai bàn tay chỉ có tám ngón xăm hình đại bàng sau lưng và khẩu AK cửa nọc. Bản sonat nát người Sau 7 năm ông Hoàng vẫn nhớ mãi đến lúc biết mình phải đối mặt với chính Phương Tam Ngón mới cảm thấy run. Trước đó ông đã đọc báo biết quá trình cướp giết tàn bạo, đặc biệt là sự vượt ngục hy hữu của tử tù này. Nhưng không nghĩ mình lại có ngày đối mặt sinh tử với nó. Chính đại tá Thân Thành Huyện dẫn đội cảnh sát truy lùng đã nói nhờ dũng cảm hoàng mới thoát chết. Những nạn nhân của tên cướp này đều bị bắn thẳng vào đầu chết ngay. Vì vậy nó không cần mang theo nhiều đạn Mũi súng chuyển từ hông lên gáy hoàng Chính là lúc nó đã chuẩn bị bắn. Sáng ra mùa hành hao Ngồi kể lại 17 năm trước Ông Hoàng chậm tư Hôm tên cướp bị sử bắn tôi không đi xem Nhưng sau tỉnh cờ coi được đoạn phim pháp trường Bạn bè hỏi tôi nghĩ gì Tôi chỉ trả lời mình thanh thản Luật pháp bắt nó đèn tội Còn tôi chỉ cố gắng cứu gia đình Nghe tâm sự Tôi nói có lẽ nhờ ông mà chuỗi giết người tàn bạo của Phước Tam Ngón dừng lại Nếu không phải ông mà là nạn nhân khác thì chưa biết thế nào Biết đầu máu người lương thiện lại đổ tiếp Trẻ thơ lại mổ cô cha mẹ Ông Hoàng trả lời Có lẽ cũng là sự tình cờ ác giả ác báo của tên cướp bị sắp đặt vào tay ông. Ông không dám nhận dũng cảm, chỉ nghĩ mình không lùi trước cái ác thôi. Nếu tên cướp không chĩa súng vào vợ con ông mà là hàng xóm thì chắc ông vẫn làm vậy. Năm phước tám ngón bị ông Hoàng hạ gục nó mới 23 tuổi, chạc tuổi con ông bây giờ. Ký ức của con ông về buổi tối đó rất mờ nhạt vì nó còn quá nhỏ nhưng thi thoảng ông vẫn nhắc lại cho con nghe với họ ngoài kỷ niệm sự kiện này còn là bài học một bài học xương máu để làm người tử tế hay thành tội đồ bị ghê tởm ông dạy các con rằng kiếp người ai sinh ra cũng giống nhau nhưng đường đời phía trước lại có nhiều ngà để xô đẩy bước chân vào các nẻo đường sáng tối phương tam ngón ngày ấy hay tội phạm trẻ giờ có khác nhau về cách thức hoạt động nhưng đều giống nhau tính ích kỷ và lòng tham mù quáng đó chính là cội nguồn tội ác giời kỷ niệm ông lại lướt đàn ghi cho tôi nghe rồi ông tâm sự thời chiến con người sống nay chết mai xong dễ có lý tưởng vì chính nghĩa rõ ràng còn thời bình được nhiều thứ người ta lại dễ mất phương hướng lý tưởng sống để chìm ngập trong lòng tham lợi danh. Ông chơi guitar từ 15 tuổi. Hai con ông cũng rất yêu đàn. Giờ đã có thể hợp tấu cùng cha. Gia đình ông từ trước khi gặp Phước Tám Ngón đến nay vẫn chưa một ngày dừng đổ mồ hôi, đắp đổi mưu sinh. Nhưng ông vẫn muốn hướng các con vào tình yêu cái đẹp. Ông nói với con rằng có thể nghèo tiền kém tài. Nhưng nếu thiếu tình yêu và đam mê những điều tốt đẹp thì rất dễ mong manh, mất phương hướng làm người ở đời. Nghe tiếng súng nổ tôi run lắm, nhưng thấy Hoàng vẫn quyết sống chết với tên cướp, tôi cố lao ra giúp anh. Tôi ấy Hoàng không sợ hãi, đầu hàng tên cướp. Nó bắt anh chờ ra đoạn đường bắn là để bắn chết cướp xe. Chắc nó khó tin tay súng tàn bạo như nó mà cuối cùng chịu thúc thủ trước một người dân bình thường lịch sử trại giam chí hòa chỉ có vài người vượt ngục thành công phước tám ngón là tù hình sự duy nhất vượt ngục thành công đặc biệt là trong tình trạng bị biệt giam chờ thi hành án tử hình anh hoàng không hề may mắn mà chính lòng dũng cảm cùng với hành động tự vệ chính xác quyết liệt đã hạ gục được tên tử tù man dợ